Cuộc sống hiện đại với guồng quay của nó thì khiến chúng ta cũng vội vã hơn. Chính vì thế mà sự cân bằng trong cuộc sống và đôi lúc sống chậm lại một chút là điều rất cần thiết đối với mỗi người. Đơn giản chỉ là ngắm những bông hoa hoặc là tự tay chúng ta làm ra những bông hoa có thể sẽ giúp quý vị cảm thấy thư thái. Và nếu như quý vị vẫn còn nghi ngờ điều này thì xin mời xem phóng sự sau đây của chúng tôi. Chị Phạm Thị Ngọc Thanh là giám đốc của công ty phát hành sách Sunflow và cũng là một nhà thơ. Nhưng chị lại có niềm đam mê với nghệ thuật gấp hoa giấy. Không học qua trường lớp nào, chị Thanh tự mày mò, sáng tạo để làm ra những bông hoa sao cho có hồn và thật nhất. Bận rộn với công việc là vậy, nhưng khi có thời gian, chị lại dành thời gian gấp hoa và truyền dạy kinh nghiệm cho những người bạn của mình. Mình rất là thích, tại vì là nó rất là có hồn và không phải là đẹp không mà nó cảm giác như là nó có một cái gì đấy rất là tinh tế. Nó cũng đem lại những cảm giác cân bằng trong cuộc sống. Hơn nữa là cũng là cái rèn cho mình cái tính kiên nhẫn và tập trung. Đẹp hay không thì tùy vào tâm trạng của mình nữa. Lúc mình nôn nóng thì cái hoa nó lại nó nhìn rất là chán. Nhưng lúc mình nhập tâm làm mẫu một hoa thì cảm thấy nó tròn trịa, nó có hồn hơn. Cho nên cái nhìn khi một sản phẩm hoàn thành nó phản hiện chính cái nội tâm của mình. Giấy để gấp hoa là loại giấy nhún để giúp cho hoa được mềm mại hơn, sống động, không kém gì hoa thật. Cái khó của gấp hoa giấy là phải thả được cái hồn của người gấp. Vì thế, khi gấp hoa cũng là cách để tâm hồn được thả lỏng, giải tỏa mọi căng thẳng trong cuộc sống. Vâng, quả thật là tôi đã ngồi vào đây để làm thử. Nhưng mà tuy nhiên thì nhìn những cái cánh hoa như thế này tưởng là đơn giản. Nhưng mà lúc làm thì quả thật nó cũng phải đòi hỏi sự tinh tế và cũng phải cảm nhận của mỗi người nữa. Không hề đơn giản chút nào đâu ạ. Tại vì để làm ra một bông hoa thì có thể nó cũng ra hình bông hoa, nhưng mà nhìn thì nó lại không có hồn. Mình phải làm sao mà giả phải là như thật, đúng không ạ? Mỗi một bông hoa thì nó mang cái hồn cốt của người gấp. Hoa đẹp thì không đơn giản chỉ là bạn có hoa tay đẹp mà bạn đã gấp được hoa đẹp đâu, mà bạn phải có cái sự cảm nhận tinh tế về hoa, và bạn phải có cái tình yêu rất là lớn dành cho hoa. Khi mình yêu hoa thì mình mới để ý được từng cái cánh hoa nó có cấu tạo như thế nào. Cũng cần đến cả cái trí tưởng tượng. Thì quan điểm của tôi là hoa giấy nó không phản ánh cái sự khéo tay của bạn, mà nó sẽ phản ánh cái tâm hồn của bạn và cái cuộc sống của bạn. Nếu như bạn có một công việc đầy áp lực, một cuộc sống bận rộn, không bao giờ bạn làm một bông hoa đẹp cả. Có một số học viên đến đây học thì sản phẩm của họ phản ánh cái tâm lý của họ. Ví dụ như có chị học viên mà rất là bận rộn, ngồi học nhưng lại cứ nhấp nhổm vì là phải gắn con. Thế cho nên là bông hoa khi mà làm ra thì nó cũng nhấp nhổm như vậy. Cho nên là khi mình làm hoa, thứ nhất là mình phải hoàn toàn tịnh tâm. Khi mình tịnh thì mình dồn tất cả những cái giác quan của mình để mình tập trung vào hoa. Bởi vì chỉ cần mình sai một bước dán cánh thôi, ví dụ cánh bên trong mà nó cao thì bông hoa của bạn nó sẽ không đẹp. Cho nên là mình phải làm sao mà nhìn cái tỷ lệ đẹp nhất. Và khi đó thì tâm hồn mình bình yên nhất, mình có thể làm bông hoa đẹp nhất. Để làm được một sản phẩm hoàn chỉnh, tùy từng loại hoa sẽ mất lượng thời gian khác nhau, trung bình khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Những bông hoa giả được làm giống như thật sẽ cho cảm giác hưng phấn và chứa đựng rất nhiều tình cảm của người gấp hoa. Nhìn nó cũng có hồn, không khác gì hoa thật đâu ạ. Ngoài ra thì bây giờ mình không chỉ tặng quà cho các bạn ấy ạ. Thì mình không chỉ tặng bằng về giá trị vật chất mà mình có thể tặng bằng giá trị tinh thần. Mặc dù một bông hoa nhiều người nghĩ là không đáng gì, nhưng mà trong đấy nó có nhiều tình cảm hơn là quà vật chất ạ. Mình rất là yêu hoa. Thứ hai là mình có một ý tưởng đi mình truyền đạt lại và dạy những cái bạn ở những cái trung tâm khuyết tật hoặc là những cái chỗ mà trại trẻ mồ côi, hoặc với những cái trại trẻ hoặc là những chỗ nào mà những người phụ nữ mà có cái nhu cầu hoặc là người ta có cái công việc rảnh rỗi, người ta không có cái công việc chính thu nhập nhiều, thì mình sẽ hướng dẫn họ hoàn toàn miễn phí để tăng thêm thu nhập cho họ. Khi mà làm hoa giấy ấy, thì có một cái đặc điểm là mình sẽ giúp cho tâm mình an. Và trong cuộc sống thì nhiều khi nó rất nhiều thứ lôi cuốn mình đi, bận rộn, nhưng mà nếu mà mình dành một chút thời gian mình ngồi mình gấp hoa sẽ giúp mình học được cái tính kiên nhẫn, sự nhẫn nại. Bởi vì là làm hoa thì phải nhẫn nại mới có thể làm được. Gấp hoa cũng là cách thể hiện tâm hồn của mỗi người. Nếu bạn yêu thích sử dụng những màu sắc rực rỡ để gấp hoa thì bạn thuộc tuýp người sôi nổi, mạnh mẽ. Còn nếu những bông hoa bạn làm ra là màu sắc nhạt thì bạn là người sống nội tâm nhưng vô cùng tinh tế. Nhưng dù tính cách bạn thế nào,
cuộc sống bên ngoài có áp lực căng thẳng ra sao, nhưng khi thả hồn vào những cánh hoa và ngắm thành quả do chính mình làm ra, thì đó là lúc tâm hồn thư thái và nhẹ nhàng nhất.